Kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Tin Nóng 24 giờ được phát sóng trên kênh Đồng Nai 1, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai vào lúc 19 giờ 50 đến 20 giờ hàng ngày. Minh Tâm và anh Phương rất vui được chia sẻ thông tin cùng quý khán giả trong chương trình hôm nay, Tin Nóng 24 giờ thứ sáu ngày 26 tháng 1 2024. Chương trình sẽ có các thông tin nổi bật sau đây. Giải cứu 3 người mắc kẹt trong ngôi nhà bị cháy tại Hà Nội. Xe chở hàng bị lật, người dân hỗ trợ tài xế bốc hàng chục tấn hàng. Đồng Nai giết con ruột, đối tượng lãnh án tù chung thân. Thưa quý vị, Tết Nguyên Đán đã cận kề, song đáng lo là những vụ hỏa hoạn hàng ngày vẫn còn diễn ra tại các địa phương trên cả nước. Điều này càng gióng lên hồi chuông cảnh báo đối với người dân về công tác phòng cháy chữa cháy những ngày giáp Tết để đảm bảo tính mạng và tài sản. Hôm qua, một ngôi nhà tại ngõ 11A, Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội đã bốc cháy. May mắn, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Hà Nội đã giải cứu thành công 3 người mắc kẹt bên trong. Theo đó, khoảng 17 giờ 15 phút hôm qua, Trung tâm Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo cháy tại ngôi nhà cao 6 tầng, diện tích 75m2 tại quận Cầu Giấy. Ngay khi tiếp cận hiện trường, qua nắm bắt thông tin, có người bên trong gia đình còn mắc kẹt trong đám cháy. Chỉ huy chữa cháy đã triển khai tổ trinh sát gồm 6 chiến sĩ mang theo thiết bị chuyên dụng để tổ chức tìm kiếm cứu nạn trên các tầng nhà. 3 người mắc kẹt tại tầng 5, trong đó có một người bị thương ở chân, không tự di chuyển đã được đưa xuống khu vực an toàn. Cũng theo Công an thành phố Hà Nội, đám cháy xuất phát tại khu vực phòng thờ tại tầng 2 của ngôi nhà với chất cháy chủ yếu là các vật dụng gia đình, giường, nệm mút, tủ thờ, v.v. tỏa nhiều khói lên các tầng phía trên. Công an quận Cầu Giấy đang điều tra nguyên nhân vụ cháy. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, hôm nay Công an quận 3 thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ cháy căn nhà gồm một trệt hai lầu nằm trong hẻm 453 Lê Văn Sĩ, phường 12. Thông tin ban đầu vào khoảng 1 giờ cùng ngày, lửa bùng lên trong căn nhà trên. Người dân phát hiện nên hô hoáng tìm cách phá cửa dập lửa, đồng thời chi hô cho người trong nhà biết. Tuy nhiên ngọn lửa quá to nên người dân dập lửa bất thành và báo cho lực lượng chức năng. Tại thời điểm xảy ra hỏa hoạn, 5 người trong nhà kịp thời phát hiện cháy nên chạy lên tầng thượng rồi leo qua nhà hàng xóm thoát nạn. Nhận được tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận 3 điều động nhiều phương tiện và cán bộ chiến sĩ đến hiện trường khống chế đám cháy. Đến hơn 9 giờ, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy. Chuyển sang những thông tin an ninh trật tự đáng chú ý khác tại các địa phương trên cả nước. Tòa án Nhân dân huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai vừa mở phiên tòa xét xử 25 bị cáo có hành vi gây rối trật tự công cộng. Theo đó, nhóm này đã tụ tập đông người, la hét, sử dụng dao, rựa, tiếp sắt và gạch đá ném nhau, qua lại làm cho các hộ dân xung quanh khu vực xóm chùa thuộc khu phố Suối Râm, thị trấn Long Giao, huyện Cẩm Mỹ hoang mang lo sợ. Cụ thể, vào khoảng thời gian 21 giờ 30 phút đến 22 giờ ngày 1 tháng 12 năm 2022, đối tượng Nguyễn Ngọc Kha cùng đồng bọn chạy xe đến khu vực xóm chùa thì xảy ra đánh nhau với nhóm thanh niên của xóm chùa. Do nhóm của Kha yếu thế nên bỏ chạy về nhà Kha, lấy hung khí quay lại đánh trả. Lúc này công an thị trấn Long Giao nhận được tin báo của quần chúng nhân dân nên đến nhà của Kha để ngăn chặn. Sau đó Kha tiếp tục lấy xe ô tô cùng đồng bọn lên xóm chùa đánh nhau. Khi vào xóm chùa, Kha điều khiển xe ô tô của mình chạy tốc độ nhanh, nẹt bô, hô hào la hét và hai bên tiếp tục ném gạch đá vào nhau. Nhưng lúc này nhóm thanh niên xóm chùa bị yếu thế nên bỏ trốn vào nhà hộ dân. Kha bảo đồng bọn lấy gạch đá và hung khí đập phá nhà các hộ dân mà nhóm thanh niên xóm chùa lẩn trốn. Sau một hồi đập phá thì Kha lên xe tiếp tục nẹt bô thị uy. Sau đó thì bị công an huyện Cẩm Mỹ bắt giữ. Tại phiên tòa, xét tính chất mức độ vụ án, các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ của từng bị cáo, xét thấy Nguyễn Ngọc Kha là người chủ mưu cầm đầu băng nhóm, nên hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân huyện Cẩm Mỹ tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Kha mức án cao hơn các bị cáo khác là 3 năm 6 tháng tù giam. 3 bị cáo mức án treo do còn tuổi vị thành niên. Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 1 năm 6 tháng tù đến dưới 3 năm 6 tháng tù giam tội gây rối trật tự công cộng. Trong 2 ngày vừa qua, Công an huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam đã triển khai kế hoạch kiểm tra, truy quét hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trong đợt cao điểm trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
Qua kiểm tra, lực lượng công an đã phát hiện và tiêu hủy 51 lán trại, 15 tấm bạc, 25 máy nổ, 5 củ điện, 26 cối xay, 2 cối dập, 7 xe rùa, 7 giàn khoan hơi, 700 mét ống nước, 500 mét dây điện, phục vụ công tác khai thác vàng trái phép của các đối tượng. Đồng thời niêm phong toàn bộ cửa hầm và máy móc tại khu vực lán trại bảo quản máy móc của công ty trách nhiệm hữu hạn Phước Minh tại bãi Khe Tăng. Sau khi truy quét làm trong sạch địa bàn, Công an huyện Phước Sơn đã bàn giao các địa điểm nêu trên cho chính quyền địa phương theo dõi, không để các đối tượng quay lại hoạt động gây ảnh hưởng an ninh trật tự địa bàn dịp trước, trong và sau Tết. Mới đây, xe đầu kéo biển số Lào chở đầy những bao tải sắn xay do tài xế HNT sinh năm 1988 trú tỉnh Quảng Trị điều khiển, lưu thông trên tuyến quốc lộ 15 theo hướng từ huyện Hương Khê đi thành phố Hà Tĩnh. Khi tới gần cầu Địa Lợi thuộc thôn 4 xã Hà Linh, thì xe đầu kéo bất ngờ bị lật nghiêng. May mắn vụ tai nạn không gây thương vong về người, tuy nhiên hàng chục bao tải chứa sắn xay bị đổ tràn xuống đường. Trước sự việc này, hàng chục người dân ở huyện Hương Khê, Hà Tĩnh đã bất chấp giá rét, nhiệt tình bốc hàng giúp tài xế di chuyển những bao tải chứa sắn xay đổ văng ra xung quanh hiện trường, tập kết tại các điểm để bốc xếp lên các phương tiện khác tiếp tục hành trình. Ước tính lượng sắn xay lên đến hàng chục tấn. Lực lượng chức năng cũng đã kịp thời có mặt phân luồng giao thông, điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc. Xe cứu hộ giao thông cũng được điều động tới hiện trường, cẩu kéo xe đầu kéo bị lật nghiêng. Hành động ấm áp của người dân xã Hà Linh đã được ghi lại và video sau khi được chia sẻ đã gây xúc động mạnh trong cộng đồng mạng. Liên quan đến tội phạm hình sự, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tiến Lưu, 39 tuổi, ngụ phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tù chung thân về tội giết người. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai, Nguyễn Tiến Lưu và vợ là chị TV, 39 tuổi, sống chung tại khu phố 3, phường Trảng Dài và có với nhau hai người con là cháu NTKN, sinh năm 2013 và cháu NTTN, sinh năm 2020. Ngày 9 tháng 9 năm 2023, Lưu nghi ngờ chị V có quan hệ tình cảm bất chính với người khác nên xảy ra mâu thuẫn. Do sợ bị Lưu đánh nên chị V đã bỏ nhà đi. Ngày 11 tháng 9 năm 2023, bực tức vì chuyện vợ bỏ đi nên Lưu đã nảy sinh ý định giết hai con rồi tự tử. Khi thấy hai con đang nằm trên tấm nệm ở phòng khách, thì Lưu đã dùng tay trái bóp cổ cháu KN. Nhưng được cháu TN ngăn cản nên Lưu bỏ tay ra rồi lấy dao đâm cháu KN. Sau đó, Lưu còn dùng điện thoại chụp hình hành vi bóp cổ cháu KN đăng lên mạng xã hội cho vợ và người thân biết. Hậu quả cháu KN tử vong. Sau khi nhận được thông tin từ gia đình, lực lượng công an đã đến bắt giữ Lưu. Theo thống kê của Công an tỉnh Đồng Nai, trong năm 2023, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trên địa bàn tỉnh đã phát hiện trên 930 vụ, bắt giữ xử lý 1.880 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tăng hơn 25,7% số vụ so với cùng kỳ năm 2022. Qua các vụ án triệt phá được, lực lượng công an thu giữ gần 32 kg ma túy tổng hợp, hơn 5,4 kg heroin, 27 súng, hơn 190 viên đạn, 29 cân tiểu ly cùng nhiều tang vật có liên quan. Qua đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an các cấp của tỉnh Đồng Nai đã khởi tố 867 vụ với hơn 1.400 bị can, xử lý hành chính hơn 350 đối tượng với số tiền gần 690 triệu đồng. Lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc 21 đối tượng, số còn lại đang xác minh làm rõ. Hôm nay, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Rạch Giá vừa bắt tạm giam đối tượng gây náo loạn trung tâm thương mại Rạch Sỏi hồi chiều tối qua. Cụ thể, Công an đã bắt tạm giam Dương Công Hiệu, 47 tuổi, ngụ thành phố Rạch Giá 2 tháng để điều tra về tội gây rối trật tự công cộng. Thông tin ban đầu, chiều tối ngày 25 tháng 1, Hiệu điều khiển xe Jeep mang biển kiểm soát 65A-02599 chở theo 4 viên pháo bông chạy đến một ngã tư trong trung tâm thương mại Rạch Sỏi. Tại đây, Hiệu đốt pháo rồi lái xe chạy vòng tròn gây náo loạn cả một khu vực. Không dừng lại, Hiệu sử dụng côn nhị khúc đứng giữa ngã tư múa võ, làm mất an ninh trật tự và làm ảnh hưởng đến người đi đường, người dân sống và làm việc gần đó. Theo công an, trước đó, Hiệu cũng từng thực hiện hành vi này và đã được nhắc nhở. Tuy nhiên, Hiệu phớt lờ và cho rằng việc làm khác người này làm mình cảm thấy rất vui.
Cùng với buôn bán sử dụng pháo trái phép, những ngày Tết đến cũng là thời điểm tội phạm cờ bạc gia tăng. Công an huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An vừa triệt phá một đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số lô số đề sử dụng công nghệ cao với số tiền giao dịch hơn 450 triệu đồng. Qua công tác nghiệp vụ, Công an huyện Tương Dương phát hiện và bắt giữ hai đối tượng gồm Phan Thị Nhung và Nguyễn Thị Hồng, cùng trú tại huyện Tương Dương. Thủ đoạn của các đối tượng là dùng số điện thoại không chính chủ, lập các tài khoản mạng xã hội để nhận và chuyển tin nhắn lô đề. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 3 điện thoại di động và nhiều tài liệu khác có liên quan. Bước đầu xác định số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc là hơn 450 triệu đồng. Hiện chuyên án đang được Công an huyện Tương Dương tiếp tục điều tra mở rộng. Thưa quý vị, hàng năm mỗi dịp Tết đến xuân về, chương trình Xuân Chiến Sĩ do Quân khu 7 phối hợp với các tỉnh, thành phố trên địa bàn tổ chức chăm lo Tết ở các vùng khó khăn, biên giới, biển, đảo. Những công trình hoạt động ý nghĩa góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, tăng cường củng cố quốc phòng an ninh của địa phương. Chuyện đó đây ngày hôm nay sẽ ghi nhận về chương trình ý nghĩa này. Năm nay đến với người dân vùng căn cứ cách mạng huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, trong chuỗi các hoạt động của chương trình, 5 công trình thể dục thể thao ngoài trời với tổng trị giá 500 triệu đồng được tiến hành lắp đặt trên địa bàn 5 xã gồm Lộc Thịnh, Lộc Thành, Lộc Thiện, Lộc Phú và thị trấn Lộc Ninh. Vùng căn cứ cách mạng huyện Lộc Ninh có trên 350 hộ dân, gần 1.500 khẩu thì có đến 260 hộ trên 1.000 nhân khẩu là người đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiều năm qua, bà con chỉ quen với nếp sống sinh hoạt theo phong tục truyền thống. Được chương trình Xuân Chiến Sĩ tặng công trình thể dục thể thao ngoài trời lắp đặt trong khuôn viên nhà văn hóa ấp, bà con vui mừng phấn khởi có được không gian riêng để tập luyện, gắn kết tình làng nghĩa xóm sau những giờ lao động mệt mỏi. Hôm nay thì được Đảng Nhà nước quan tâm rồi quân khu 7, nhân dân rất vui, rất mừng. Rồi giờ làng là vận động nhân dân quần chúng là ngoài giờ là đi làm rồi về vào sáng sớm để tập luyện để là sức khỏe là tốt. Các công trình thể dục thể thao ở ngoài trời thì bao gồm từ 12 tới 20 chi tiết, bao gồm như là dụng cụ tập tay, dụng cụ đạp chân, dụng cụ lưng eo đơn, lưng eo đôi, xà đơn, xà kép, vân vân. Thì với cái sự cố gắng đó thì chúng tôi hy vọng rằng sẽ tiếp tục gắn bó hơn nữa cái tình đoàn kết quân dân và xây dựng được ngày càng vững chắc hơn thế trận quốc phòng toàn dân. Bên cạnh các công trình thể dục thể thao ngoài trời, quân khu 7 đã xây tặng 3 căn nhà đồng đội cho các gia đình đồng bào, tôn giáo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở, mỗi căn trị giá 80 triệu đồng, tổng kinh phí 240 triệu đồng. Hôm nay là tới Tết là đón nhà mới là vui vẻ. Mà phát tài làm ăn nên phải đi làm mướn làm thuê mà có ăn mà nuôi con cái sao để học hành nữa. Đây là một cái nội dung mà rất là quan trọng để tạo được cái điểm vui chơi, luyện tập thể dục thể thao, nâng cao cái sức khỏe, đặc biệt là tạo cho cái lứa tuổi thanh niên để không có tham gia các cái tệ nạn xã hội, người già thì người ta cũng rất là mong muốn. Đây phải nói là rất là ý nghĩa. Đến thời điểm này, 3 căn nhà đồng đội được xây tặng đã cơ bản hoàn thành. Các công trình thể dục thể thao ngoài trời được các đơn vị tích cực triển khai thi công lắp đặt, bảo đảm đúng tiến độ thời gian. Lễ khánh thành và bàn giao các công trình sẽ được tổ chức vào ngày 30 tháng 1 tới, cùng với chuỗi hoạt động của chương trình Xuân Chiến Sĩ năm 2024. Câu chuyện một gia đình bị trộm cây đào vừa mua về để trưng Tết đang thu hút bàn tán của dân mạng trong những ngày qua. Theo camera nhà dân ghi lại, khoảng 5 giờ 30 phút sáng ngày 24 tháng 1, lúc này trời còn đang nhập nhoạng tối, cây đào lớn được đặt trưng bày ngay trước sân nhà đã bị một người ăn mặc kín mít, đầu đội mũ và che mặt
bước từ trên ô tô xuống hoặc ngã cây đào đổ ngang xuống đất. Nhưng vì cây đào khá lớn và nặng, tên trộm đã phải quay lại ô tô lấy thêm dụng cụ để bứng cây. Sau ít phút lay hoay, kẻ gian đã thành công bê cây đào đưa vào cốp xe của mình rồi ung dung phóng đi mất. Đoạn clip sau khi đăng tải đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Ai nấy đều tỏ ra hoang mang trước hành vi của tên trộm, qua đó càng nâng cao cảnh giác về nạn trộm cắp trong những ngày giáp Tết. Hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Tin Nóng 24 giờ, chương trình do phòng thời sự Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai thực hiện. Chân thành cảm ơn sự quan tâm của quý khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Tin Nóng 24 giờ vào ngày mai 19:50 trên kênh Đồng Nai 1, Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Nếu có bất kỳ thông tin và hình ảnh gì cần chia sẻ liên quan đến các lĩnh vực đời sống, an toàn giao thông, an ninh trật tự v.v., quý vị và các bạn có thể gửi mail về cho chương trình theo địa chỉ tinnongdongnai@gmail.com. Còn bây giờ, thân ái chào tạm biệt.